Alo alo, Châu Bùi đây. Bùi bùi bùi, xin chào tất cả các cô chú. Và mẹ cháu đã chính thức tròn 23 tuổi. Và đằng sau mẹ Bí đây là những món quà mà Châu đã nhận được. Không biết là dạo này mọi người thấy Châu yêu màu hồng và thích hoa hay sao á. Mà đây, mọi người nhìn đi là có thể hiểu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hôm nay thì Châu sẽ muốn làm một cái video mở quà của mọi người tặng Châu, cũng như là sẽ ngồi tâm sự một chút về những dự định năm tới. Ok, bắt đầu ngay nhá. Món quà đầu tiên của một người bí mật, để cho mở sẽ là cái gì nhá. 2000 years later. Wow. Ta-da. Đây là cái mặt nạ LED, đèn LED đó đúng không ta? Châu không biết nữa, Châu nhìn thấy giới thiệu khá là nhiều lần rồi. Nhưng mà hình như là Châu lần trước Châu đi Hàn Quốc, Châu có nhìn thấy cái máy này và thấy mọi người giới thiệu là cái máy này sẽ làm cho những cái lỗ chân lông của mình nó se khít này, rồi làm cho làn da sáng lên, mờ thâm nám, rồi rất là nhiều những cái tác dụng khác nhau, cũng như là giúp cho da chúng mình nói chung là đẹp hơn. Thử giúp nào. Ô, có nghĩa là cứ thế này hả? Nghĩa là như này hả? Thì như xong cắm vào cái gì đấy, xong rồi có đắp nạ hay gì không? Và như Châu cũng nói, đó là đây là một cái món quà từ một người rất đặc biệt, từ một bạn nữ, đó chính là Châu tôi mua Châu. Thật ra là mình đã thích từ cái hôm mình đi Hàn Quốc ấy, xong rồi chả ai tặng mình cả nên thôi mình tự mua thôi. Yeah, khá rồi. Châu sẽ dùng nhiều hơn và sẽ feedback cho mọi người nha. Giờ mở tiếp. Rồi, Châu còn được tặng cả camera an ninh. Tại vì thật ra Châu khá là hay mất đồ ấy, cho nên là mọi người thì trong team Châu quyết định là tặng cho một camera ở trong nhà. Nhà Châu rất là nhiều camera rồi nhưng mà vẫn cảm thấy là Châu hay để quên đâu đó và Châu không biết là tại sao. Rồi ok, tiếp theo là đây là gì đây? Ui, dây tập. Đây cũng là trong team Châu các bạn để tặng cho Châu. Cái dây tập, dây core ấy. Dây core này sẽ giúp cho mình tập lưng và lưng của Châu sẽ đỡ đau. Thì lúc nào mà Châu hỏi là Châu thích gì, Châu chỉ muốn là ok, thích hết đau lưng này, rồi thích là ăn uống này các thứ. Ok, tiếp theo là một cái món quà này là gì đấy? Anh Huy ở bên bạn Châu có bảo với Châu là đây là một cái giúp cho Châu ngủ ngon hơn, làm cho Châu hết cái quầng thâm mắt này. Và biết là Châu rất là khó ngủ cho nên là cái máy này sẽ còn có cái kiểu bài nhạc em bé mà Châu thích này, sau rồi có cái phần mà massage điểm huyệt ở hai bên thái dương của mình sẽ giúp cho mình ngủ ngon hơn. Châu sẽ dùng và feedback cho mọi người sau. Nhưng mà đây cũng là một cái món quà mà đối với Châu rất là tâm lý. Đây là cái loài hoa mà Châu thích nhất, hoa cúc họa mi. Và bạn Thảo trong team Châu đã biết là Châu thích cúc họa mi và sẽ mua cho một lẵng hoa này. Và có một cái thiệp là Happy Birthday Châu của em. Thank you vì luôn chửi em. Em thích lắm. Ok. Từ nhá, Châu phải nói lại cái chuyện này. Tại vì sao lại nói là thích? Không phải là chửi mà Châu hay mắng Thảo thôi. Châu nhìn thấy Thảo làm gì chưa tốt là Châu sẽ nói rất là nghiêm khắc để Thảo biết ra được cái vấn đề đó. Và rất là thích, em thích lắm đây này. Tại vì Thảo cũng bảo với Châu là mỗi lần mà được Châu mắng xong là phát triển hơn rất nhiều, biết là sai ở đâu và biết là sửa cái gì, và rất là thích Châu mắng. Hôm nào mà Châu không mắng lại là hỏi thôi chị sao đấy. Ok Thảo nha, chị nhớ rồi. Ở đằng sau này. À chưa hết, năm nay em biết chị Châu đặt ra nhiều kế hoạch lắm, chưa gì đã thấy chị thực hiện được khá nhiều rồi. He he, khi nào hoàn thành hết mục tiêu tuổi 23 nhớ khao em một bữa đó nha. Ok. Yes. Và cũng nhân tiện đó thì Châu cũng muốn chia sẻ với mọi người những cái mục tiêu năm mới của mình. Và ngồi ở đây thì sẽ hơi khó chia sẻ cho nên là mình di chuyển lên ghế nhá. Ok, đi thôi. Rồi, đấy. Và nhân tiện là khi mà mình đã mở xong những cái món quà sinh nhật của mình thì Châu sẽ chia sẻ với mọi người một chút về cái mục tiêu năm mới của Châu. Mỗi năm thì sẽ có một mục tiêu khác nhau và mục tiêu năm nay thì cũng có một cái list rất là dài, từ công việc, từ gia đình, từ đời sống. Có những năm thì mình mới vào Sài Gòn, mình sẽ có mục tiêu là ok, mình phải có một căn nhà vì an cư lập nghiệp. Đến năm nay thì cái mục tiêu lớn của Châu đó chính là mình sẽ mua một chiếc xe hơi. Cái lý do mà mình chưa mua ô tô, một phần là bởi vì trước nay Châu nghĩ là đi xe bằng những cái ứng dụng gọi xe nó tiện lợi hơn, nó sẽ đỡ và chi phí gửi xe này, rồi không phải có người lái, rồi có rất là nhiều những cái tiện lợi. Nhưng cái mặt khác của nó đó là vì bản thân Châu có những ngày mình đi làm từ 3 giờ sáng, có những ngày mình 4 giờ sáng đi làm về. Và cái lúc mà mình gọi xe, mình đặt xe gần như là kiểu cứ đứng đấy hoài không bao giờ có xe cả. Và những cái lúc đấy là Châu cảm thấy là ok, yeah, đã đến cái lúc mà mình cảm thấy là mình có một cái xe để mình đi làm. Hay là có những cái hôm mà Châu đi quay cả ngày và Châu cứ kiểu cái lúc mà chờ on set á, là Châu cứ ngồi ở cái ghế nhựa và Châu đau lưng rất rất nặng.
Và cái lưng của Châu là cần phải có một cái sự nghỉ ngơi, nghĩa là lúc nào mà mình không phải đứng nhiều trên dép cao thì mình cần phải nằm xuống để cái lưng được thẳng. Nhưng mà hầu như lúc nào mình đi qua mình cũng thế này này. Cho nên là càng ngày cái lưng mình càng nặng. Có rất là nhiều vấn đề cá nhân của Châu mà Châu cảm thấy là cái xe rất là cần thiết. À, một cái điểm nữa đó là Châu muốn cuối tuần mình sẽ có một cái xe để mình đưa San, Bí với cả Tuyết đi chơi. À, bây giờ thì kiểu mỗi lần mà Châu muốn đưa mấy đứa đi chơi á, lên xe taxi toàn bị kiểu đi ruộng. À, nghe thì có vẻ như là ok, mua nhà rồi thì mua xe hơi có gì khó, nhưng mình phải đặt mục tiêu thì mình mới hoàn thành được. Tại vì như mọi người cũng biết đúng không, mình cứ nói là mình muốn mua cái này, mình muốn làm cái kia, nhưng nếu như mình không quản lý tài chính một cách cẩn thận, mình không đặt ra là ok tháng này phải ra bao nhiêu, tháng sau mình phải để dành bao nhiêu, thì cái mục tiêu cái càng ngày càng xa. Và kể với mọi người một câu chuyện, đó chính là trước đây Châu thực sự là một người không bao giờ biết quản lý tài chính. Nghĩa là một tháng mình kiếm bao nhiêu, gần như là mình tiêu pha linh tinh hết sạch ạ. Và cái cảm giác của mình mỗi lần mình tiêu một cái gì đó, mình chỉ cảm thấy là oh wow, cái này hợp lý nên là mình sẽ mua cái này, hoặc là oh wow, cái này hợp lý nên mình sẽ đầu tư cái này. Và mình cứ nghĩ rằng là cuối tháng kiểu gì mình cũng phải để ra được một khoản, nhưng vì mình không kiểu quản lý nó chuẩn chỉnh, nó không có một cái hệ thống, cho nên là thường là mình sẽ rất là khó để thực hiện những cái mục tiêu, đặc biệt là những cái mục tiêu lớn như là mua nhà, mua xe thì mình cần phải có một cái khoản tiết kiệm riêng và mình phải quản lý nó. Cái cách quản lý tiền của Châu đó chính là mỗi tháng mình sẽ để ra 20% tiền thu nhập của mình, không bao giờ mình động tới, gọi là một cái tiền tích lũy, một cái tiền để mình để dành, thì mình phải có 20% đó để mình gọi là sinh sống. Yeah, và bình thường 20% đó thì có rất là nhiều cái cách để mình gửi tiết kiệm khác nhau. Châu cũng biết trước đây là có những cái cách gửi tiết kiệm qua ngân hàng hay là qua những cái ứng dụng khác nhau. Nhưng mà có một cái điểm trừ, đó là khi mà chúng ta gửi ở ngân hàng, chúng ta sẽ phải gửi những cái kỳ hạn như là 6 tháng đến 1 năm thì chúng ta mới có lãi suất cao. Và nếu như đột nhiên mà mình có một cái việc gì đó mà mình cần rút tiền ra, Châu đã từng gặp trường hợp đó, là mình cần phải rút tiền ra để làm một cái việc gì đó, thì wow, mình không còn một chút lãi nào cả. Vậy nên là rất là phí. Và sau những cái trải nghiệm thực tế của mình khi mà gửi tiết kiệm, thì Châu biết tới một cái ứng dụng đầu tư và tích lũy mà Châu cho rằng là khá là an toàn, uy tín, lại rất là dễ sử dụng. Đó chính là FinHay. Đây là một cái ứng dụng thông minh cho đầu tư tích lũy vừa và nhỏ, và chỉ từ 50.000 đồng mà thôi. Châu hiểu rằng là cái tâm lý chung của tất cả mọi người, ai cũng như vậy thôi, đã là đầu tư tích lũy, nói chung là liên quan đến tài chính, thì cái điều quan trọng nhất đó chính là uy tín và an toàn. Theo Châu tìm hiểu, tiền của chúng ta khi mà gửi vào FinHay sẽ được quản lý trực tiếp bởi công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt, và số tiền đó sẽ được tích lũy và đầu tư vào chính sản phẩm tài chính mà chúng ta lựa chọn. Và thêm nữa thì theo như Châu được biết, FinHay sẽ được kiểm toán 2 lần một năm bởi công ty EY, một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới. Và Châu nghĩ rằng là theo những cái thông tin ở trên thì chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào ứng dụng này. Và một cái điểm nữa mà Châu muốn lưu ý với mọi người, đó là đây không phải là một cái ứng dụng cho vay hay là làm giàu nhanh. Nói một cách đơn giản hơn, đó là thay bằng chúng ta phải đến ngân hàng với khá là nhiều những cái thủ tục cầu kỳ, thì chỉ bằng những cái thao tác khá là đơn giản và kiểu nhanh gọn ở trên điện thoại của chúng ta, thì FinHay sẽ giúp chúng mình có thể đầu tư tích lũy từ nguồn vốn nhỏ một cách an toàn và hiệu quả. Yeah, và từ đó thì sẽ giúp chúng ta có thể sử dụng và tiếp cận đến những cái sản phẩm tài chính một cách dễ dàng hơn. Và thực sự thì bản thân mình trước đây cũng nghe một số những cái thông tin trái chiều về ứng dụng FinHay, nhưng mà bản thân mình chính là một cái người mà trải nghiệm và sử dụng thì mình chưa gặp bất cứ một cái vấn đề tiêu cực nào cả. Và ngược lại thì bất kể khi nào mà Châu có một câu hỏi gì thì đội ngũ hotline support Châu rất nhiệt tình. Và đối với Châu thì khi mà chúng ta sử dụng một cái gì đó mà liên quan đến tài chính thôi thì chúng ta cần phải tìm hiểu rất là kỹ để không gặp bất cứ một cái hiểu lầm nào cả. Bất cứ có một câu hỏi nào thì Châu nghĩ rằng là chúng ta nên tìm hiểu đầu tiên. Ở FinHay thì có hai sản phẩm chính khá là hấp dẫn mà mọi người hay sử dụng, đó chính là sản phẩm đầu tư và tích lũy. Đây cũng chính là hai cái sản phẩm mà Châu đang sử dụng. Đầu tiên thì Châu sẽ nói về sản phẩm đầu tư trước nha. Ở sản phẩm đầu tư thì cho phép chúng ta đầu tư an toàn chỉ từ 50.000 đồng mà thôi. Và đây là một hình thức đầu tư ủy thác, có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta không trực tiếp đầu tư, mà FinHay sẽ giúp chúng ta kết nối với các quỹ đầu tư hàng đầu rất uy tín tại Việt Nam như công ty quản lý quỹ SSI, VFM. Chuyên gia tài chính của các quỹ này sẽ thay chúng ta trực tiếp đầu tư vào các thị trường cổ phiếu và trái phiếu và đem cái lợi nhuận về cho chúng ta. Nghe khá là hấp dẫn phải không? Và sản phẩm này thì cực kỳ phù hợp với những bạn nào mà có hứng thú với đầu tư, có thể chịu được một chút rủi ro, vì đã là đầu tư thì phải có rủi ro. Thì tốt nhất là chúng ta nên có nguồn tiền nhàn rỗi từ 1,5 năm trở lên. Và như mọi người thấy thì Châu cũng có đầu tư ở đây. Và gói đầu tư mà mình chọn đó chính là Rùa Hoàn Kiếm, là dành cho những bạn mà thích an toàn. Châu thì không ưa mạo hiểm. Và ngoài ra thì
Bạn nào mà thích những gói khác thì mọi người có thể bấm vào phần giới thiệu. Có rất rất là nhiều gói ở đây và đã được trình bày rất là rõ ràng, mọi người đọc là hiểu ngay. Như là rùa Hoàn Kiếm thì đấy, độ rủi ro thấp nhất rất là bảo toàn. Yeah, lợi nhuận thì sẽ không phụ thuộc vào kỳ hạn, khả năng rút tiền nhanh chóng trong mọi ngày trong tuần. Hay là còn có cò trắng, voi rừng, sao la, có châu nước. Châu nghĩ rằng hy vọng là một ngày nào đó Châu sẽ mạo hiểm chơi châu nước. Và như mọi người thấy thì Châu cũng đang có sản phẩm đầu tư của bản thân mình với một cái số tiền mà cũng không phải nhỏ. Nhưng với bạn nào mà không thích cái sự rủi ro thì Châu khuyên mọi người sẽ dùng đến cái sản phẩm tích lũy. Và đây cũng là một cái sản phẩm mà Châu đang sử dụng. Châu sẽ nói luôn với mọi người là tại sao mà Châu cũng rất là thích cái sản phẩm này nhé. Những điểm mà Châu thích ở sản phẩm này đó chính là số tiền mà chúng ta tích lũy sẽ không bị biến động theo ngày, lãi được cố định 5% một năm, không kỳ hạn. Cái điểm mà yêu nhất này đó chính là cái sự linh hoạt của nó, nghĩa là bất kể lúc nào mà chúng ta có việc chúng ta cần rút tiền ra thì rút bất kỳ lúc nào và không mất phí rút, cực kỳ phù hợp với công việc của Châu. Và ở đây thì theo như Châu thấy là khi mà chúng ta gửi tiền vào ngân hàng thì tiền của chúng ta sẽ phải nằm yên tại chỗ từ 6 tháng đến 1 năm. Nếu mà chúng ta gửi với những kỳ hạn thấp hơn như là 1 tháng đến 3 tháng thì lãi của chúng ta hàng tháng lại rất là thấp. Và khi mà chúng ta tích lũy tại FinHay thì số tiền chúng ta gửi vào sẽ được tính lãi theo từng ngày, trả lãi theo từng tháng. Chúng ta có thể rút bất kỳ lúc nào và không mất phí rút. Cái điểm này cứ phải nhắc đi nhắc lại vì đây là cái điểm mà Châu thích nhất. Đây chính là cái sự khác biệt giữa sản phẩm đầu tư và tích lũy. Ở sản phẩm đầu tư của FinHay thì khi mà chúng ta muốn rút tiền nhanh thì chúng ta sẽ phải chịu được một cái phí rút nhất định. Còn nếu không thì chúng ta phải đợi khoảng tầm 1 năm. Đấy là lý do mà Châu nói là nếu bạn nào mà không ưa mạo hiểm thì hãy sử dụng sản phẩm tích lũy. Và một cái điểm đặc biệt mà mọi người nên download ứng dụng ngay lập tức, bởi vì FinHay đang có một cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn là FinHay 007. Nghĩa là gì? Không kỳ hạn, không phí rút và mức lãi là 7% một năm. Với 5 triệu đồng đầu tiên chúng ta nạp vào sản phẩm tích lũy của FinHay sẽ được tính mức lãi là 7% một năm. Và những cái khoản tiếp theo chúng ta nạp vào sẽ quay về mức lãi là 5% một năm nha. Và để mở rộng hạn mức sản phẩm tích lũy lãi 7% một năm, chúng ta có cách đó là mời bạn bè. Với mỗi lần mà chúng ta mời bạn bè thành công thì chúng ta sẽ được tặng một gói quà là FinHay 007, bao gồm 10.000 đồng vào tài khoản FinHay cá nhân và mở rộng hạn mức sản phẩm tích lũy lãi 7% một năm thêm 10 triệu đồng. Và để Châu giải thích cho mọi người cùng rõ hơn nha, ví dụ Châu là một người dùng mới tinh, Châu tải app FinHay về và Châu muốn nạp 7 triệu đồng vào sản phẩm tích lũy và hiện nay đang có cái gói là FinHay 007, cho nên 5 triệu đồng đầu tiên của Châu sẽ được tính lãi là 7% một năm. Tiếp theo 2 triệu đồng thì sẽ quay về mức lãi là 5% một năm. Và Châu đã trở thành người dùng cũ rồi và muốn có thể giữ được cái mức lãi là 7% một năm thì Châu có một cách, đó là mời bạn bè. Ví dụ Châu mời Hạnh và Hạnh sẽ dùng cái mã giới thiệu của Châu thành công nạp tiền thì Châu sẽ được mở rộng cái hạn mức lãi 7% của mình thêm 10 triệu đồng cho sản phẩm tích lũy. Và cứ 2 người bạn thành công thì là 20 triệu đồng, 3 người bạn là 30 triệu đồng. Trên đây là cách mà Châu đã đầu tư tích lũy từ cái nguồn vốn nhỏ của mình với FinHay. Các bạn hãy tham khảo cũng như là tìm hiểu thật kỹ trước khi sử dụng nha. Và một cái điểm đặc biệt đó chính là khi mà các bạn tải ứng dụng FinHay về, hãy sử dụng code ChâuBùi007 để được tặng ngay 5.000 đồng vào tài khoản cá nhân. Và tất cả những cái thông tin cũng như là các chương trình khác thì Châu sẽ để ở dưới phần mô tả trong chính video này. Mọi người tham khảo giúp Châu nha. Vậy là Châu đã vừa chia sẻ với mọi người những cái món quà mà mình nhận được trong dịp sinh nhật này, cũng như là một số mục tiêu mà Châu muốn hoàn thành vào tuổi mới. Ok, và Châu nghĩ rằng là bây giờ thì mình cũng đã qua cái thời mà 17, 18 tuổi rồi, không còn là kiểu cô bé mà lúc nào cũng chỉ có là mục tiêu ở trong đầu hay là có những cái dự định nó không rõ ràng nữa. Mà bây giờ muốn thực hiện mục tiêu nào thì đối với Châu, cái việc mà mình có kế hoạch rất là rõ ràng hay là mình phải quản lý tài chính của mình để thực hiện những cái mục tiêu đó là cực kỳ quan trọng. Và Châu biết rằng là ai cũng biết là mình sẽ phải quản lý tài chính, nhưng công cụ nào hay là cách nào thì Châu mong rằng cái video này sẽ cho mọi người thêm lời khuyên cũng như là cho mọi người những cái lựa chọn. Hy vọng rằng là mọi người sẽ thích video này và chúng ta hãy cùng nhau thực hiện được những mục tiêu của cuộc đời mình. Ok, và bây giờ thì Châu 23 tuổi, em bé sẽ hứa trăm ngoan, chứ ta chứ 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 năm sẽ làm nhiều video hơn nữa. Và cảm ơn mọi người đã chúc một sinh nhật Châu. Cảm ơn mọi người. Bye bye.